căn mặt tiền rất là đẹp trong một cái khung đường của đường số 4, phường 11 đầy tiện ích. Bán kính xung quanh 300m là chùa Nghệ Sĩ, chùa Pháp Bảo, trường Nguyễn Du, công viên Làng Hoa, nhà thờ Hạnh Thông Tây. Đường số 4 kẹp giữa ba con đường lớn là tiện đi lại, đó là Lê Văn Thọ, Thống Nhất, Quang Trung và đường số 8. Sẽ rất là nhiều tiện ích. Nhà 4x17, sổ hồng riêng công nhận tới 65m2 đất, chừa sân rộng, 4 phòng ngủ đều đã có gắn máy lạnh và rèm cửa hết, và 5 vệ sinh nội thất xịn sò luôn. Các cái lan can rộng, các cái khu toilet, giữa toilet 5 cái vệ sinh, thì trong đó 3 vệ sinh sau thì vừa phải, còn 2 cái vệ sinh trên tầng 1, tầng 2 của cái phòng ngủ lớn trước rất là rộng, bởi vì nó nằm trên cái chiếu nghỉ cầu thang của cái lan can rộng lắm. Và nhà có sân rộng để xe hơi đậu vào thoải mái, trên một cái cung đường tiện mua bán kinh doanh, làm spa cũng như là vừa ở vừa làm văn phòng. Hai sân thượng trước sau rộng, trồng cây và có những cái tiệc cho Noel, Giáng sinh hay là Tết, lễ Tết sinh nhật rất là ok. Nhà hướng Đông Nam thoáng mát vượng khí, là một cái tài sản để đem lại may mắn cho gia chủ hoặc khách ở hoặc khách thuê, vân vân. Rất là ok nhé quý vị. Quý vị đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà mặt tiền giá rẻ Gò Vấp, nhà cho thuê giá rẻ Gò Vấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị.